Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez, một dòng xe đạp mà được em nhập về cửa hàng rất là nhiều và được lòng rất nhiều các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam. Đấy, một dòng xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG 10 tầng lít, 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau, phanh đĩa dầu Magura. Và thương hiệu này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. Đấy, nên là được lòng rất nhiều các bác và cái mức giá thì nó cũng rất là rẻ. Thì chiếc xe này đang được em bán tại hàng với mức giá là 8,5 triệu cho một cái cấu hình, gọi là ngon nhất trong cái tầm giá rồi. Khung nhôm, toàn bộ là nhôm. Hôm nay em lại về một chiếc tông màu đỏ đen, đấy, cực kỳ đẹp. Đây thì được chạy toàn bộ âm sườn này và cách thiết kế khung vòm rất là mềm mại và cực kỳ thể thao, rất là đẹp. Sơn si thì còn tương đối mới các bác nhé. Đấy, hầu như là rất ít vết xước, này là băng dính và cái xốp thôi, không phải xước. Đấy, xe thì em vừa mới bóc thùng xong vẫn còn dính xốp này, băng dính này, nhưng mà trông mới và đẹp quá. Quay luôn lên cho các bác xem. Vừa bóc thùng sáng hôm nay, sơn si nguyên bản còn rất là đẹp. Từ những chi tiết đè chuyển số hay là xích clip còn rất là mới, hay là kể cả những cái vân lốp, các bạn nhìn những cái vân lốp này, lốp này lốp zin theo xe luôn các bác nhé. Đấy, vân lốp này vẫn còn những cái ba vía cao su này, chứng tỏ là chủ cũ họ sử dụng rất là ít, như là họ vừa mua xong họ bán lại, nên là sử dụng rất là ít, giữ cái độ mới đó rất là tốt, nguyên zin hết, toàn bộ nguyên zin từ ni lông cổ phốt rồi yên, thứ là nguyên bản hết. Máy bi vòng các bác nhé, sử dụng bi vòng của Joytech, máy Joytech kia vòng bạc đạn. Đúng là phần ghi đông của xe thì đây, tay lắm cũng là tay lắm zin luôn này, lắm zin này. Được sử dụng đây là bộ tay bấm xả Shimano DOG và cũng phanh dầu Magura này. Bộ này mà các bác chơi xe đã biết này, bộ này rất là ngon, ăn bấm cực kỳ nhạy. Sóc phải sóc dầu, sóc cũng nguyên bản theo xe luôn. Toàn bộ zin hết 100% các bác nhé. Đùi trục rỗng của Huel. Chiếc xe cực kỳ đẹp, đang bán 8,5 triệu. Các bác mua về mà đạp và thể dục hàng ngày hay là chơi trong hội nhóm thì cũng không cần phải nâng cấp gì đâu. Con này nó quá là ngon này. Nhôm là 6061 các bác nhé. Đấy, sử dụng nhôm 6061, nhôm rất là bền, chịu cường độ cao và chống bào mòn. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 56 cm. Thì size cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi phù hợp. Chuyển động là DOG 10 lít 3 đĩa và 30 tốc độ khác nhau. Dòng DOG này gần như là dòng quốc dân trong xe đạp thể thao này. Các bác chơi dòng này rất là nhiều, sử dụng nhạy mà, rất là ngon. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe.
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.